này mà không hào nhỉ? Thế mới là vấn đề. Anh lấy con. Dữ lắm đấy anh Trường. Mình dữ thì nó kéo tránh nhỉ. Mà thôi bị anh bị có 3 ngày hết. Thế có thuốc thang gì anh? Càng uống xê sủi, ăn cam quýt bưởi. Nói chung là tự đề kháng thôi đúng không? Ừ. Cứ ăn cái gì cho đề kháng là được đúng không? Ừ. Mới là anh bị nhẹ mà. Ừ. Anh bị nó chỉ hơi đau đầu, hơi đau họng. À. Mất 2 ngày đau, ngày thứ 3 âm tính. Nhanh. Không xông trước thì đúng không? Kệ đúng không? Không. Ấy thì... mua cái nước muối biển thì xịt mũi với cả à. Thuốc miệng luôn. Vuông như này luôn anh nhá. Ừ. Nó có rứt tóc không anh? Không đúng không? Đang sắm con tôm mới. Yeah. Anh không thấy nó khác à? Có thấy khỏe hơn. Khỏe hơn, kêu to hơn. Con kia mà khi em cắt êm lắm. Con kia sao phải thay? Thì cứ mua thay dùng thử biết thôi. Vẫn dùng bình thường mà. Nếu con kia vẫn dùng bình thường, em mua thay đổi cắt cho nó đỡ hại tông ấy. Mấy con kia vẫn dùng bình thường mà. Mua thay đổi, mỗi con cắt ít thì nó đỡ hại hơn là cắt tất cả một con. Con kia này em hơn đúng không? Em hơn nhưng mà yếu hơn. Động cơ khác. Động cơ khác. Một con hai hãng khác nhau. Con em mua này là đắt lắm. Đắt này, Đông Mỹ mà. Đông Mỹ đồng điện 110. Thế á, có ổn áp à? Có ổn áp. Betex. Còn mấy con này thì Hàn Quốc tung pin thì... Con này sạc pin à? Con này sạc pin. Sạc nó, cái pin sạc nó được bền không? Con này anh? Ừ. Con này dùng vài năm. Mua pin thôi. Anh à, nhưng mà cái lưỡi nó cồn. Lưỡi cồn, lưỡi dùng khoảng 6 tháng 1 năm 1 thay. Mấy con này nó rẻ. Vài trăm. Đấy kia tiền triệu thì mới đắt. Dùng nhưng mà lưỡi nó dùng được lâu. Chung tiền nào của đấy. Vâng. Thợ thì phải dùng loại xịn. Vâng. Cắt nó cũng dễ. Thích. Khách nó đỡ khó chịu. Nhanh, nó không dứt tóc. Ngày xưa cắt mấy con tùng tàu, ui rồi. Cắt khách vừa cắt vừa khách vừa khó chịu. Nó lâu ấy. Xong rồi nó nhai đủ các thứ. Nó đang cắt nhiều khi mà nó còn hỏng cơ. Mở hàng này phải dùng xăng. Vẫn này vui nhỉ? Ừ. Đấy, đẩy cái kia phát là vung đét luôn đúng không? Ừ. Vua này thì kiểu lại hết dùng xăng. Thì tất nhiên rồi. Lúc mới vội thì trông nó cuồng. Vo trò mà thì nó không dựng tóc nhưng mà nhìn nó không cân mặt. Nhưng mà chỉ mỗi khi lúc ngủ dậy thôi. Nuốt thì... Ô, gọi đầu à? Gọi đầu đợi tí. Trên chắc cắt qua chút, ngắn ngắn. Ngồi ghế đây anh tí. Cắt xong anh này anh gọi rồi. Xong rồi. Dính Covid chưa đây? Hả? Dính Covid chưa? Chưa. Chưa dính à? Mới quê xuống. À mới quê xuống. Quê lợi nhiều. Quê nhiều. Quê Bắc Linh hôm nay em hơn 6.000. Kinh thật. Dã man. Hơn 6.000 là khai báo. Mẹ không phải cũng không khai báo đầy. Thì đúng rồi, nhiều mà. Dã man thật. Em là muốn gắn trải vào làm gì có. Thì chỗ em trên em ít. Tại dân thưa chẳng thế. Nhưng mà xuống đây thì em biết hôm nay Hà Nội hôm nay 25.000. Cộng thêm khoảng mười mấy nghìn, 20.000 nữa. Bây giờ nó vừa chơi Tết xong nên là kỷ niệm cũ rồi.
tiêm rồi, sợ đó. Tiêm rồi. Bị như đấy mà sợ nhất trẻ con đấy. Con đấy là người già. Bệnh lên. Trẻ con thì giờ nó quấy. Vâng. Nó thế là sẽ con sốt lặng. Mình bắt chiếc và đỡ sai đúng không? Vâng, nó nhờn thuốc đấy. Hai loại hạ sốt khác nhau. Một loại túi, một loại lọ. Hay. Cao quá thì phải đút đít. Không có co giật chết đúng không? Chậu ra vợ co giật. Có những đứa sốt cao quá không hạ được, vẫn chung túi. Uống nó cũng không hạ, nguy hiểm. Xong trẻ con nó chưa được tiêm. Người lớn thì bình thường mà, không gì đâu. Người lớn thì lớn nhiều khi không triệu chứng. Ừ. Vừa to ghê. Anh dính mấy toàn rồi? Ok.